Xin chào mọi người. Và hôm nay chúng ta cùng đến với cái tựa game này. Và mình sẽ cho các bạn biết các lá sự kiện nó như thế nào. Ok, chúng ta có 52 thẻ thành tựu và 12 thẻ thành tựu trọn đời. Phần còn lại sẽ là 40 thẻ thành tựu. Vậy thì mình sẽ đến với thành tựu trọn đời trước nhé. Đầu tiên là đa dạng, trồng được 4 cây trên 4 ô đất khác màu nhau. Dũng cảm, trồng được 3 cây trên 3 góc bản đồ. Có đánh dấu đây rồi. Trồng cây trên 2 ô đất vàng. Trồng cây lên 4 ô đất có 4 khí hậu khác nhau. Sưu tầm 4 viên kim cương xanh. À đâu. Sưu tầm 6 viên kim cương xanh. Sưu tầm 6 viên kim cương tím. Sưu tầm 6 viên kim cương đỏ. Nhưng mà không có sưu tầm 6 viên kim cương vàng. À. Trồng cây thẳng hàng hoặc hình chữ L. Trồng 3 cây, mỗi cây cách nhau một ô đất. Trông hay ha. Trồng 3 cây liên tiếp. Trồng cây tạo thành một tam giác vuông. Đỡ heo. Ấm no, trồng được 3 cây trên một ô đất. À, ngăn nắp, trồng 4 cây trên ít nhất 3 ô đất thẳng hàng, không cần liên tiếp. Hay nhỉ? Được đấy. Rồi, đấy là xong phần thành tựu trọn đời, bây giờ sẽ là phần thành tựu giao dịch. Đổi kim cương của bạn với người chơi khác hoặc quỹ chung. Siêu tốc độ, đổ xí ngầu ra 6. Chín ngầu nào cũng ra 6. Cái này là cả hai đều ra 6 à? Hay là chỉ một trong hai? Chắc là một trong hai. Nó ghi là xí ngầu nào cũng được mà, chứ không phải là toàn bộ ấy. Hơi dày nhỉ. Ươm mầm, trồng cây lên ô xanh và tím. Ươm mầm xanh vàng. Ươm mầm xanh đỏ. Ươm mầm tím đỏ. Nên nhớ là phải trồng lên ô chỉ định như này nhá. Trồng cây lên hai đất màu tím, màu đỏ, màu xanh. Sở hữu 6 viên kim cương. Trồng được 2 cây trên một lô đất tăng vụ. Đóng góp xã hội này. Chi trả kim cương cho sự kiện, đại dịch hoặc góp quỹ. Kích hoạt giỏ hàng khi đi tới một trong hai ô. Đúng rồi. Giao dịch. Ơ, cái này giao dịch đâu? Trộn lên rồi à? À thế nhỉ? Mình chưa sao vào mà. Thăng trầm. Mất một kim cương vì bất cứ lý do gì. Thiên thần. Bạn ra khí ngầu mà người khác thu hoạch kim cương à. Đúng là thiên thần thật. Hương đồng mùa. Nhận một kim cương từ cây mình trồng. Vui ha. Thu hoạch. Sở hữu hai kim cương vàng. Kim cương vàng nó quý giá thế nhỉ. Tương tự. Tím xanh đỏ. Sống chậm lại. Đây cho các bạn nhìn cho rõ nhé. Đỏ nè. Xanh nè. Tím nè. Sống chậm lại. Đổ sĩ ngầu ra một. Giao dịch. Ô, giao dịch nhiều thế nhỉ. Giao dịch có rồi nhá. Chuyển đổi. Đổi chỗ cây của bạn tới một đất khác à, ok. Hoán đổi đó. Sưu tập. Sở hữu 4 kim cương có màu giống nhau. Ok. Khéo tay. Đổ ra hai xí ngầu giống nhau. Cái này thì dễ. Người chơi hệ Monopoly kiểu gì cũng được. Bởi vì tung 3 lần đi tù luôn mà. Hụt hẫng. Không nhận được kim cương nào trong lượt chơi của mình, bao gồm cả thu hoạch vòng chơi. Hay gọi là đen đấy. Gian hàng ế ẩm, giao bán mà không ai mua gì của mình trong suốt một vòng chơi. Rồi cuối cùng là số nhọ, bị gấu mèo ghé thăm. Rồi và đó là toàn bộ các lá bài thành tựu của tựa game Lớp học vật ngữ Khu rừng kim cương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.